Giá thép hôm nay, ngày 15 tháng 5 năm 2024, giá thép giao tháng 9 năm 2024 trên sàn giao dịch thượng hải giảm 30 nhân dân tệ xuống mức 3.480 nhân dân tệ tấn. Theo Reuters, giá quặng sắt kỳ hạn tăng mạnh vào hôm thứ hai, ngày 13 tháng 5, do tin tức về việc chính quyền Trung Quốc phát hành thêm trái phiếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vượt xa tác động của dữ liệu tín dụng yếu hơn dự kiến ở nước tiêu dùng hàng đầu hợp đồng quản sát kỳ hạn tháng 9 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, (DCE) xe, của Trung Quốc đã thoát khỏi mức lỗ trước đó và chốt phiên với giá cao hơn 2,42% ở mức 888 nhân dân tệ, tấn, tương đương 122,75 đô la Mỹ một tấn. Giá quản sát chuẩn giao tháng 6 trên sàn giao dịch Singapore, SGX, tăng 1,25% lên 117,25 đô la Mỹ một tấn. Các nhà phân tích tại Hoa Tai Future cho biết, sức mạnh sản lượng kim loại nóng phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với nguyên liệu sản xuất thép quan trọng trong bối cảnh các nhà máy tiếp tục sản xuất trở lại, trong khi tồn kho quặng tuyệt đối ở cảng vẫn dao động ở mức tương đối cao, gây áp lực lên giá quặng. Các thành phần sản xuất thép khác trên sàn JC giảm, với than luyện cốc giờ Gmerk V1 và than cốc giật Gmerk V1 lần lượt giảm 1% và 0,79%. Điểm chuẩn thép trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải không đồng đều. Cụ thể, Thép cây sờ bực vừa 1 tăng 0,93%, thép cuộn cán nóng sờ ha hực vừa 1 tăng 0,61%, thép không gỉ sờ vừa 1 đi ngang, trong khi thép thanh sờ vê đứt rực vừa 1 giảm 0,13%. Giá thép thị trường trong nước, triển vọng sản xuất thép của Việt Nam sẽ tăng khoảng 10% năm 2024 và 8% vào năm 2025 khi nhu cầu sử dụng thép các ngành kinh tế trong nước hồi phục trở lại dự báo sản xuất thép thành phẩm 2024-2025 sẽ đạt khoảng 28-30 triệu tấn và nhu cầu tiêu thụ thép trong nước ước đạt khoảng 21-22,5 triệu tấn. GDP của Việt Nam dự kiến đạt 6-6.5% năm 2024. Thép vẫn là vật liệu cơ bản của thế giới, Việt Nam là quốc gia đang phát triển, nhu cầu thép phát triển hạ tầng cơ sở tăng. Tiêu thụ thép bình quân đầu người hiện ở mức 240 kg một người và dự kiến tăng lên 290, 300 kg một người vào năm 2030, sản lượng và chất lượng thép đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đến hơn quốc gia. Giá thép hôm nay tại thị trường trong nước ổn định. Theo khảo sát trên siêu online, giá thép hôm nay ngày 15 tháng 5 năm 2024, cụ thể. Giá thép tại miền Bắc Giá thép hòa phát dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.040 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 ở mức 14.430 đồng 1 kg. Giá thép Việt Ý, với dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.040 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 cũng giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.540 đồng 1 kg. Giá thép Việt Đức với dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 13.940 đồng 1 kg, thép thanh vàng d 10 cb 300 giảm 10 đồng 1 kg, xuống mức 14.630 đồng 1 kg. Giá thép Việt Nhật, VGS, với dòng thép CB240 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.110 đồng 1 kg. Với dòng thép D10CB300 duy trì ở mức 14.310 đồng 1 kg. Giá thép KIO Việt Nam KVSC với dòng thép cuộn thép cuộn CB240 giảm 100 đồng 1 kg xuống mức 13.970 đồng 1 kg với dòng thép thanh vàng D10 CB300 giảm 100 đồng 1 kg xuống mức 14.270 đồng 1 kg. Giá thép Việt Mỹ VAS với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.110 đồng 1 kg với dòng thép thanh vàng D10CB300 ổn định ở mức 14.210 đồng 1 kg, giá thép tại miền Trung. Giá thép hôm nay tại miền Trung giảm 100 đồng 1 kg ở một số thương hiệu thép. Cụ thể, giá thép hòa phát, với dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng 1 kg xuống mức 14.040 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.390 đồng 1 kg. Giá thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.440 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.750 đồng 1 kg. Giá thép Việt Mỹ, VAS. Với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.210 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 ổn định ở mức 14.670 đồng 1 kg. Giá thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.690 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 ổn định ổn định ở mức 15.300 đồng 1 kg. Giá thép tại miền Nam Giá thép hôm nay tại miền Nam cũng giảm 100 đồng 1 kg. Cụ thể Giá thép hòa phát, với dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.040 đồng 1 kg, thép thanh vàng d 10 cb 300 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.430 đồng 1 kg. Giá thép Pomina với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.590 đồng 1 kg, thép thanh vàng d 10 cb 300 ổn định ở mức 15.300 đồng 1 kg. Thép Việt Mỹ, VAF với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.010 đồng 1 kg, thép thanh vàng d 10 cb 300 ở mức 14.410 đồng 1 kg. Thép tung ho, với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.210 đồng 1 kg, với dòng thép thanh vàng d 10 cb 300 ở mức 14.510 đồng 1 kg. Thông tin mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương. Cập nhật giá vật liệu xây dựng mới nhất hôm nay xi măng pcb 30 bao 1 triệu 582.000 1 triệu 619.000 đồng một tấn xi măng PCb 40 bao 1 triệu 573.000 1 triệu 709.000 đồng 1 tấn xi măng pcb 40 trời 1 triệu 000 1 triệu 664.000 đồng một tấn xi măng cucală hỗn hợp pcb 40 bao 1 triệu 793.000 đồng một tấn